Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh điện tử thực hành NBT. Trong video này, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một số kinh nghiệm về cái quạt đèn trần này. Các bạn như thấy các bạn ở trên bàn này, đây là một chiếc quạt đèn trần. Nó đã bị lỗ một cái trụ kép và khách hàng đã mang đi qua rất nhiều thợ. Tuy nhiên thì họ không biết cách đấu lại cũng như tìm được giá trị trụ điện kép như này sao cho hợp lý. Cũng tại sao lại nó lại xảy ra trường hợp này thì các bạn sẽ thấy là cái quạt này nó cũng giống như một quạt trần bình thường thôi, nhưng nó sẽ có thêm cái chức năng này, đảo chiều quạt này. Đấy, đảo chiều quay của cánh này. Và có một cái công tắc giật để điều khiển tốc độ nữa. Các bạn sẽ thấy đây điều khiển tốc độ này. Đó. Thì hôm nay NBT sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu qua một cái sơ đồ của quạt trần như này và làm thế nào để có xác định được các cái đầu dây cũng như là cái trụ điện, cái sơ đồ trụ điện không khí đó nó bị lỗ tung như này rồi. Quạt trần bất kỳ thì các bạn sẽ thấy là có sẽ lúc nào phải có hai cuộn dây. Đấy. Sau đó thì các bạn sẽ lần thực ra tìm cho mình đã là hai cuộn thì phải có bốn đầu dây ra. Quạt trần bình thường không có đảo chiều thì cái dây một đầu dây nó sẽ đấu chung rồi, người ta gọi đây dây com. Tuy nhiên đối với những cái quạt mà có đảo chiều ấy thì các bạn sẽ tìm hiểu lại và nó sẽ bố trí bốn sợi dây riêng biệt. Thì ở đây tôi đã xác định là bốn sợi dây riêng biệt này rồi. Đấy, thì trong đây là nó sẽ có hai đầu của cuộn chạy và hai đầu của cuộn khởi động. Muốn xác định được cuộn đầu nào của cuộn muốn xác định được dây com, tức là dây chung ấy, thì các bạn sẽ xác định được một cái cực dây từ 220V. Ở đây là ba sợi dây này, hai dây nguồn và một sợi đưa ra đèn này. Đó, thì các bạn sẽ thấy là cái dây nguồn nào mà nó ăn thẳng vào một cái dây của quạt thì các bạn sẽ thấy đấy là một cái dây con, dây chung. Và cái đầu dây nào trong bốn sợi dây mà chúng ta xác định được của hai cuộn dây ấy, nó ăn với tụ thì chính là cái dây của cuộn đề. Ok, thì ở đây tôi đã vẽ ra được cái sơ đồ của một cái mạch quạt đèn trần có kiểu là điều khiển được đảo chiều động cơ cũng như là điều chỉnh được tốc độ của quạt. Thì các bạn sẽ nhìn vào đây, ở đây ví dụ ở đây xanh đen, trong cụ thể trong cái quạt này đâu đây xanh đâu đen thì là cuộn đề và xám lâu nó là của cuộn chạy. Và cái công tắc K1 này là cái công tắc kép, các bạn có thể nhìn thấy 6 chân ở đây, 3 chân một vế và 3 chân vế bên kia, nó 6 cực. Thì các bạn sẽ nhìn thấy đây. Đấy, thì nó đảo chiều bằng cách là thay đổi chiều dòng điện đi qua cuộn chạy mà thôi. À, khi K1 nó gạt sang một lớp nhá, thì bên dòng điện cấp này, cực là đi từ cực xám qua cực lâu và sang bên này. Đấy, đưa về trở về bên nào. Còn khi gạt về bên lớp bên kia thì K1 sẽ đi qua từ cuộn nâu này đến xám và đến bên này. Đấy, thì nó chỉ là nhiệm vụ là đảo chiều và dòng điện đi qua cuộn chạy. Và các bạn có thể thấy rằng là cái tụ kép này, nó bên trong nó sẽ có ba con tụ hai chiếc màu cùng màu này, nó sẽ là cùng một cực, các bạn đo thì thấy. Và tụ của chúng ta là ba con đấu chung một cực trắng. Ở đây thì sẽ có hai có con có vai trò là tụ số 4B và 4.5B đó. Và cái con tụ còn lại ở cái dây đen đấy, còn lại đó chính là cái tụ khởi động. Ok, hai con tụ số nó khi đấu cái công tắc số này, công tắc giật ở đây, nó đưa về không qua tụ thì nó mạnh nhất, sau đó thì cái tụ nào mà giá trị càng to thì nó là số mạnh hơn cái số kia. Đấy, thì cái sơ đồ toàn tập là nó như thế này mà thôi. Vẽ ra thì nó rất là
cụ thể và đơn giản như này. Tuy nhiên thì khi các bạn mới vào mà người ta mang ra này, nó dây dợ, nó lằng nhằng tụ thì lổ tung tóe như này, thì khi chưa có kinh nghiệm các bạn sẽ thấy không biết tiến hành phải làm sao. Còn với những người thợ điện cơ chuyên nghiệp thì người ta có thể bóc tách ra được từng cuộn và có thể suy luận được ra cách đấu trụ điện. Nên dĩ nhiên thì đấy là một người thợ điện cơ có lý thuyết rất là chắc. Ok, thì như vậy là sau video này hy vọng là các bạn có thể biết thêm một kinh nghiệm về loại quạt đèn trần có công tắc giật điều khiển tốc độ, sử dụng trụ điện hạt dòng giảm trụ điện này, trụ điện kép, và cái công tắc đảo chiều quay của quạt. Chúc các bạn thành công trên con đường chinh phục kỹ thuật điện tử. Hẹn gặp lại các bạn trong những video về thực hành điện tử chuyên sâu hơn nữa. Bye.